những vật phẩm phong thủy giúp cải thiện tài lộc cho gia chủ. Theo phong thủy, chỉ cần đặt đúng những vật phẩm mang lại tài lộc sẽ giúp gia chủ cải thiện được đường tài lộc, mọi việc sẽ hanh thông và thuận lợi hơn. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu trong video sau đây nhé. Theo phong thủy, để đạt được sự thành công, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, bạn cũng cần phải quan tâm đến yếu tố phong thủy. 10 vật phẩm phong thủy sau đây nếu được đặt đúng chỗ có thể giúp bạn thu hút được tài lộc. 1. Cóc ba chân ngậm tiền vàng. Theo phong thủy, gia chủ có thể hút nhiều tài lộc vào nhà bằng cách sử dụng cóc ba chân ngậm một đồng xu trong miệng. Linh vật tốt lành này sẽ giúp mang may mắn vào nhà cửa. Khi đặt cóc tài lộc, gia chủ có thể đặt ở bất kỳ góc nào đối diện với cửa trước của nhà để có hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất nên đặt một con cóc hướng ra ngoài để thu tiền và một con quay vào trong để mang tiền vào nhà. Mặt khác, gia chủ cũng có thể để những con cóc tài lộc dưới bàn, đằng sau chiếc ghế dài hoặc trong các khu vực kín đáo khác trong nhà để cóc có thể mang lại may mắn, nhưng cần lưu ý là không nên để nó trong phòng ngủ. 2. Thuyền buồm phong thủy biểu tượng cho sự giàu có. Theo nhiều câu chuyện từ xa xưa, trở về sau những cuộc chinh phạt khác nhau, các con tàu mang đầy ắp của cải, đồ đạc cập bến cảng với sự reo hò của rất nhiều người. Cũng vì thế, con tàu mang đến hình ảnh việc chở đầy của cải, biểu tượng của sự giàu có, sung túc. Vì thế, một con tàu nhỏ được đặt lên bàn làm việc cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Bạn nên để con tàu treo hướng ngược lại với cửa ra vào, hàm ý con tàu mang nhiều của cải đến gia đình bạn, tránh để con tàu hướng ra phía cửa ra vào. Ngoài ra, bạn cũng nên đổ đầy tiền xu trong con tàu, biểu tượng con tàu đang chở những kho báu khổng lồ về với gia đình bạn. 3. Cây kim tiền biểu trưng cho thịnh vượng. Theo các nhà phong thủy, kim tiền là loại cây biểu trưng cho sự thịnh vượng. Với lá có hình khá giống với trái tim và mùi thơm mát, kim tiền là loại cây tốt lành nên được đặt ở trong nhà. Cây kim tiền biểu trưng cho sự tăng trưởng và rất tốt cho đường tài lộc. Gia chủ nên đặt loài cây này ở khu vực phía đông nam của ngôi nhà. Đó là góc phổ biến để kích hoạt may mắn tiền bạc. Cây kim tiền cũng có thể được đặt ở phía đông hoặc nam. Bạn có thể có những cây này trong phòng khách hoặc trong văn phòng của bạn, nhưng không bao giờ nên đặt chúng trong phòng ngủ hoặc phòng tắm của bạn. 4. Kho báu vàng, lọ phong thủy. Theo phong thủy, gia chủ có thể tự tay làm một kho báu vàng trong nhà để đón nhận vận khí may mắn. Trong kho báu này, gia chủ có thể để những thỏi vàng giả hay những viên ngọc có nhiều màu sắc để biểu trưng cho tài lộc được tập trung trong ngôi nhà. Kho báu theo phong thủy này sẽ mang đến một nguồn tài lộc dồi dào, và nếu được đặt ở khu vực sinh hoạt chung, nó sẽ giúp thu hút nhiều của cải và vận may đến cho ngôi nhà. Để có kết quả tốt nhất, hãy đặt ở khu vực phía tây, tây bắc hoặc phía bắc của khu vực phòng khách hoặc phòng bếp. Tự tay bạn cũng có thể tạo ra một chiếc lọ phong thủy của riêng mình. Chiếc lọ phong thủy sẽ chứa những vật phẩm quý giá của bạn và được đậy nắp lại. Lưu ý, chiếc lọ này không được phép hở. Theo phong thủy, nếu bạn giấu kín chiếc lọ phong thủy này trong phòng ngủ hoặc trong tủ, vận khí tài lộc sẽ có thể tăng lên nhiều. Tuy nhiên, đừng bao giờ để lọ phong thủy này ở đối diện với cửa trước, vì điều này tượng trưng cho sự giàu có của bạn đang cạn kiệt. 5. Cá rồng phong thủy. Cá rồng vàng phong thủy là biểu tượng cho sự giàu có, may mắn và hạnh phúc. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, nhiều doanh nhân nổi tiếng đã chia sẻ rằng vận may của họ có được là nhờ nuôi cá rồng trong văn phòng. Theo phong thủy, cá rồng với những chiếc vảy cứng khiến người ta liên tưởng đến những đồng tiền vàng. Tuy nhiên, gia chủ nên đặt tượng cá rồng vàng trên bàn làm việc hoặc mọi vị trí trang trọng trong ngôi nhà. Còn nếu nuôi cá rồng, gia chủ cũng cần đặt bể cá ở vị trí đẹp và thường xuyên lau dọn khu vực này. 6. Đồng xu vàng biểu tượng của sự thịnh vượng. Những đồng xu vàng này có hình tròn với một lỗ vuông ở trung tâm, đại diện cho sự hòa hợp của trời và đất. Theo người xưa, ba đồng tiền xu được buộc dây đỏ và để trong túi sẽ mang lại cho bạn rất nhiều may mắn. Ngoài ra, gia chủ có thể treo 9 đồng tiền xu phía trước cửa ngôi nhà để thu hút tài lộc và may mắn vào nhà bạn. Treo 6 đồng xu trong xe ô tô giúp mang lại những chuyến đi vui vẻ và những điều tốt đẹp mỗi khi bạn đi xa. Còn nếu dán 9 đồng xu vào mặt dưới của bàn làm việc hoặc dán 3 đồng xu cho tất cả các tập tài liệu quan trọng thì công việc sẽ luôn thuận lợi, thành công.
7. Trang sức phong thủy. Để có được sự nghiệp may mắn và việc kinh doanh đạt được hiệu quả tốt nhất, hãy chú tâm đến việc chọn trang sức phong thủy. Theo phong thủy, đeo dây chuyền mặt hình con rồng vàng có thể mang đến nhiều may mắn và thành công. Còn nếu đeo 9 đồng vàng trên cơ thể, có thể biểu trưng cho sự may mắn của đất trời. Tuy nhiên, người đeo trang sức nên tìm hiểu về mệnh và màu sắc hợp mệnh để có thể chọn được những màu sắc phù hợp nhất. 8. Cây tài lộc phong thủy. Cây tài lộc biểu trưng cho sự tăng trưởng và phát triển, do đó nó có thể mang lại vận khí tốt hơn cho gia chủ, cải thiện khả năng tài chính. Nên chọn những cây tài lộc có bộ rễ được chất đầy những đồng tiền vàng. Đây là biểu trưng cho sự phát triển thịnh vượng. Theo phong thủy, nếu đặt cây tài lộc đúng chỗ trong nhà có thể giúp tâm trí bạn thông suốt, giúp giải quyết mọi việc thuận lợi. Còn nếu đặt cây tài lộc trong văn phòng, bàn làm việc sẽ giúp các cuộc đàm phán kinh doanh dễ dàng hơn. 9. Tranh phong thủy bày cá chép. Theo các nhà phong thủy, dưới bàn ăn nên đặt tranh cá chép bởi đây là hình ảnh biểu trưng cho sự may mắn và dồi dào cho gia đình. Trong phong thủy, sau hai linh vật chiêu tài kim tiền là tỷ hưu và thiềm thừ bằng đồng, cá chép cũng được xem là linh vật phong thủy có khả năng chiêu tiền kim tài. Nếu có hình ảnh cá chép trong phòng ăn sẽ giúp các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, gia đình thuận hòa, mọi việc thuận lợi. Trên đây là những thông tin mang tính chất tham khảo về phong thủy. Rất mong nếu các bạn có điều kiện để áp dụng sẽ mang đến cho các bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Nếu thấy video hữu ích, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!